Gỡ cổng chưa? Gỡ cổng chưa? Gỡ rồi. Đây cổng hai, cổng ba, ba cổng này. Này để tôi dụ cho, dụ như nãy là được chứ gì? Ông cứ dụ để tôi dụ cho, tôi chạy ai, chưa? Ai nhiều tốc độ chạy dụ đi. Ba cổng mà ông đặt, ông thấy ông không được ba cổng cái này được. Ok ok ok, ông ơi đi ông đi. Tôi chờ. Chờ đi vui không? Mà con giga nó to vãi liền không? Đập đập sao mà fail được hay gì? Chất một cái rồi ông này ông đặt, ông đặt thêm hai cái sau nó chết. Ủa sao đặt 7 giây lát rồi sao trói? Thì ông đặt sẵn 3 đặt cái đi, tốn 5 cổng thôi. Ông nào đặt 7 giờ tốn 5 cổng luôn. Đặt 3 cái sao đặt cái cuối ông đặt chịu gì mà nó cũng vô trong nó không chạy đâu được hết. Nó đâu vậy? Nó đuổi ông chưa? Đuổi theo chưa? Đuổi theo chưa? Chưa thấy, có thấy nó đâu. Này này này, súng 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 súng. Bắn thấy đỏ, bắn nỏ thì vậy, thấy đạn mất công, cái đạn đi. Bắn nỏ cũng không chênh lệch mấy, nhiều người bắn là được rồi, bắn đạn tốt. Không, không phải, nói tôi đang nói là bắn dụ này. Sao được ra sao cả đâu nhưng mà. Chết mẹ. Tao đâu. Chúng ấy kẹt đi mẹ canon mẹ tới đâu cấp nhỏ là cấp 140 nó đến này, nó đến này, nó đến này rồi. Ai giữ cổng kìa. Này anh cầm lo cắn chết con canon đi, cắn chết con canon đi. Rồi rồi rồi. Đó, nó lại đuổi theo nào đây mẹ, đuổi nó, đuổi theo cái con gờ la kia rồi, đã tui xin bóng máy rồi. Đâu ra con 140. Ủa gì vậy? Ở đâu à? Này nó nữa ấy. 1 2 3 ấy. Rồi nó ở đâu vậy? Nó đi nhặt quốc. Nó trong dòng sông á. Mấy con Riffin nằm cảnh mà cứ bay bay nó làm gì không biết. Không biết pin để trưng mà lại. Nó vào kìa, nó vào kìa. Ôi đi mẹ lại đóng vào rồi, điên ra. Xong càn quét cả khu luôn. Còn mẹ đấy rồi, tại sao nó tông vào để mẹ biết à? Xong tôi luôn. Vội. Vội. Độ chạy cao cao đó. Tôi sẽ có cao cao nhưng mà chạy vào nó lại đéo vào lại đảo đảo. Đấy rồi. Rồi 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 được rồi được rồi được rồi. Từ từ từ. Nó kẹt rồi. Đóng đi, tôi dụ nó vào rồi nè. Nhưng mà cổng, ai, ai, cổng, cổng, cổng đâu? Cổng trung sát, cổng trung sát thôi. Sao ông ở đâu? Ngay đít đây. Thấy cái túi chưa? Thấy rồi. Rồi thôi xong. Chạy. Mẹ lại chạy, sắp vào lồn rồi. Đây 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 đây. 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 Không sao, sao còn bay, còn bay, còn bay. Còn một cái. Hai cái, còn hai cái, còn hai cái. Đem ba cái rồi mà. Ấy da. Này bỏ mẹ để mẹ giao cho mấy ông này chắc con đó sai lầm không rồi có giường hồi sinh luôn. Ông kia dụ mà ông ấy biết ông chạy đường vòng chứ không phải là ông ấy chạy đường thường. Ông biết dụ, ông dụ bằng bờ te luôn dễ lắm. Nó chát rồi kia. Ai ai rồi 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 rồi. Được chưa? Rồi kẹt rồi. Ông biến đâu, ông ấy không phải là ông ấy. Ông chạy thẳng một cái bẫy, ông không chạy. Ông ấy chạy đường vòng, nên nó chạy vòng theo ông ấy. Nãy tôi chạy là tôi chạy vào bẫy tôi cả. Là cái nó chuẩn bị đến ấy, là ông vóng qua. Là nó khò mồm vẫn cạp được ông, nhưng mà nó dính ngay chân ở bẫy. Coi coi ai bắn cùng đi, chứ bắn một mình một người bắn hồi đó. Đây đang bắn đấy. Má bắn nó lưng nữa nha. Cái nhìn cái lưng nó mà bắn. Thấy vậy bắn dưới, dưới phần bụng nó phải nhận nhiều đam hơn chứ. Còn quân thịt ở đâu cũng vậy hết đấy. Tại vì ông bắn ở đó lúc mà nó xỉu rồi nó không có dính tên nữa. À. Có ai cầm ống nhòm lại hộ cái kính lúp lại đứng ngồi soi. Thôi giờ chưa đâu, bắn tầm mấy trăm mũi thì soi. Đâu. Con này phải từ 200 mấy mũi, đạn độc toàn 200 mấy mũi mà.
Này, tầm nó ra tầm làm lút sa mạc nữa rồi đó. Sa mạc mới lút hết rồi, ra đéo có gì đâu. Để mình lút hả? Tụi nó lút. Ờ, mới lút thôi. Nó vừa lút xong. Không, nó mới để giết tôi là... Cái... Bạn vẽ cái crossbow mà mẹ đắt quá, tầm 700 polymer lận. Ờ, crossbow trắng ấy là 500 mũi. Crossbow của mình tầm 300 mũi. Ok, phải là ngất rồi. Nó còn có 15 mũi rồi. Nó còn có 7k, nó còn có mấy ca turbo chứ mấy. Bắn một phát mẹ 4-3-300 rồi. Trời, nó còn có 1k turbo, chẳng lẽ bắn không chết? Để một người bắn thôi, một người bắn thôi. Từ từ, để cho tụt một nửa đi rồi tôi cho nó ăn. Ông ở đây nhá, ông ở đây nhá, tôi đi về nhá. Ai, ông thấy cần thú đúng không? Cất hết đồ vô thú đi vứt rồi rồi bỏ đồ vô đây mang rồi xong rồi tôi đi về nhá. Công ở ông lại ông ở lại trông nhá. Ông cưỡi chim về luôn đi, tôi ở lại một đây một ông bờ te mẹ đi kiếm thịt cừu ấy. Hai bờ te chết mẹ rồi đúng không? Ờ, bờ te chết mẹ rồi. Rồi đây là bỏ con giữa chợ là xong, là giờ tôi về bắn xíu đi ra thôi chứ tao mình này mấy tiếng đồng hồ lận. Studio 174 kìa, làm đúng không kìa? Mà ngắt rồi, con Stego 174 ngắt rồi, nó yêu cầu đến 250 bình độc, tôi để cho nó tỉnh rồi bắn ngắt tiếp. Thì sao? Tỉnh rồi. Bỏ đồ đây chứ, ông quả kẻ tôi cầm cái nào có tụi Ritin này tới nhà mình nữa hả? Không, không phải. Trời ơi. Có nó nốc nó tới. Ai cho nó nốc vậy? Ai cho nó nốc? Đây tôi chụp lại phần trăm đám này xem mấy ông xem là được không nhé. Bao nhiêu? Ai nó chết ở dưới con người đá của mình vậy? Nó. Ai bắn rocket dưới người đá mình kìa. Dài. Con người đá đang tem á hả? Đi về. Ê tôi bảo bắn con cua nó nốc 2 lần thì nó có giữ nguyên cái. Có thấy đâu? Nó mới chạy vô nó bị cái con Thori dí đó. Sao không biết vị trí tích đâu? Bắt một con Parasaur về bắt đi. Parasaur. Mẹ nó con Parasaur đã. Nó đậu chổng á. Không là thú bắt rồi mà. Parasaur mà. Ừ. Nó bị con Thori dí chạy vô đó đó. Thì phải cái thuyền hoa lớn như ta, lái ra đó. Chạy cái thuyền lại đứng ngay chỗ con người đá. À thuyền hoa lớn rồi nè. Để cầm xuống nha. Thôi tôi ở đây ngồi. Thuyền nó tới kìa. Này, tôi ở đây nhắc cái nha, tôi về nha. Thuyền 20 tàu tới nữa kìa, thuyền 20 tàu tới kìa. Chim xong không mang về. Ê tôi hỏi với. Alo. Đang đánh. Sao bảo là con thú ấy mình bắn lần nữa là nó vẫn giữ nguyên cái chỗ nói đấy ạ. Bắn xong bứt đó. À cho nó tỉnh lại bắn tiếp là nó vẫn nói thế. Thôi nó lại đi rồi. Lái từ bông ra đặt của nó để tới để thủ. Để tụi này chỉ có thuyền thôi. Nó nhà nó đâu rồi? Thấy là nhà nó xây to hay nhỏ?
có gửi con, trên Discord đó, không có vô trong được, thấy cái chỗ tôi ghét ngoài. Hang nào vậy? Hang cái tù ấy, hang cái tù ở bên tay trái đấy, bên tay trái mình ấy. À, cái hang, hang cái tù ở sa mạc này ấy, hả? Ừ. Cái hang dễ cây bãi liền. Đục đục cửa sau mà vô mà phá nó thôi chứ. Cái cửa sau mà gõ đá đúng không? Gõ đá ra cửa sau đúng không? Ờ. Cái mít ông thấy sao vang bãi liền nè. Nhưng mà giờ chưa đang... có tiền turret có thể tiền hoa chứ sao? Bao nhiêu turret kia không ông nào chịu lắp đi. Đang để lắp đi nhà thú. Griffin tới kìa, hai ấy. Không, tay mình, tay mình, tay mình. Bay ra làm hết hồn nãy tôi cũng hết hồn. Ôi nó giết tôi, nó ngay chỗ Giga rồi. Có tập bắt Giga. Nó ở bên chỗ Giga. Chết mẹ Giga rồi. Chắc là bay qua là ý nó tìm thấy chị bé khác. Chị bé khác, chị bé này chị bé khác. Ai xuống kéo lên với. Nó giết Giga rồi. Rồi dục con Giga đó luôn rồi á. Đến đâu? Nè nè. Bỏ hết 5 phút tiền cho nó ăn nữa là nó tỉnh mà nó giết Giga bao giờ. Lâu lắm. Giga xỉu mà. Ê, thế thì bảo là bỏ narcotic ra. Bỏ narcotic ra cho nó tỉnh đi. Thì là tụi nó không còn ở đây nữa đúng không? Nó không giết kịp con Giga ở đâu. Mặt giáp này vô nóng quá chịu không nổi. Thì mẹ cái con Giga tỉnh cũng nằm trong cháp mà. Nó phải đi sót thôi. Giga tỉnh cũng nhanh mà. Thế bảo ông nào ông hồi sinh ra đấy rồi. Kìa kìa nó chạy ra kìa. Áo cái cháp ra rồi bỏ lá cốt tích đi cho nó tỉnh. Nó đang đánh con Giga kìa. 80k máu mà đánh phiên đánh đến một quýt. Nó đâu? Cái thằng ngoài Golem nó mới chết nè. Ơ thằng nào bắn turret mình ấy, turret mình bắn thằng nào đây? Ông ơi! Turret mình bắn thằng nào đây? Mới thấy rồi chứ không biết nào nữa. Thằng nào bắn turret bắn thằng nào đây vừa sầu mấy đây? Coi coi có nằm ở đường biển không? Để đang đi, để đi dọc đường biển đi kiểm tra coi. Mấy thằng này tập trung đánh mình. Ờ, nhỏ lắm. Thì mẹ ơ. Ôi chúng nó dưới nước này, chúng nó ăn cái fit, ăn cái fit. Cá lông đèn. Nó dưới biển hả? Tôi hỏi ông nghe thì vậy là nếu đường nào đến đây nữa. Cho con ăn cái fit đi chỗ khác đi. Ủa con para nó không phát hiện à? Làm gì đâu có para. Con para nó xa quá. Đây này con tôi bắt tôi vứt trong nhà thú à. Bà ra chứ ở đây nó sâu thấy bà. Kệ trên này cao quá tôi mà. Tôi hốc tới xa thế. Tôi tự nhiên thì tôi lấy bản chết thằng nào đấy tôi đâu biết đó. Chắc là mấy bên kia không có bên đây đâu Ngọc Trinh ơi. Ở bên kia cái turret nó cao á, nhiều khi nó trường trường trên mấy cục đá thì bắn á. Bên cái chuồng á. Bên đó turret nó rây mình á. Nó rây mình á, nó rây á. Đấy thằng bức nó sang bên kia rồi kìa. Có bắn thì turret bên đây nè. Nó trèo trèo ở đây nè. Ủa sao con Griffin nó giết tôi mà đồ không vào con Griffin ta? Đồ vẫn còn ta? Nó setting là không bị. À đúng rồi, nó setting. Hay đổi nữa, ồ khát nước nữa rồi. Giáp này vô chịu không nổi. Thái còn đó không Thái? Này này xuống lụm đồ hàng kia nè, xuống lụm đồ hàng kia nè. Sao mày đâu rồi? Sao còn thấy ở đâu đây? Tao thấy cái túi nó bỏ trong ngay chỗ Golem nè, mày đâu rồi? Vậy nợ à, tao mới bị con sói cắn chết đấy mà mày kêu không túi cho con nào? Gì? Để tao ra đây, để tao ra đây không? Cái lụm đồ lên không? Ủa gì, ông mới bị cắn chết đó hả? Không, tôi có bị đầy đâu. Để biết tôi biết là thằng Tết mình bắn nó ở đâu ấy. Mẹ, ba cây gốc két. Không biết bắn đâu Ngọc Trinh. Nãy nó luồn luồn láng người đá. Cái nó phải luồn luồn qua cái láng mà bờ biển bên đây nè. Nè, tôi lượm rồi nè. Lên đi
là bị cái turret mình bắn á, cái nó giật sát về chỗ khác. Là chibe SC, có thằng đặt tên là SC Liver 60 chibe 123 nè. Nè lượm được ba trái gốc, ba trái gốc kén nè. Cho người đá ăn nữa nha. Tôi ở đây. Thế bỏ đồ vô con này cái bay ra kiểm tra coi. Nè lượm được bộ giáp với ba trái gốc kén nè. Để nữa làm quả cái tháp ở đây đi ông ơi. Tháp rồi, ba cái tháp ở đây. Nhiều tơ rét đấy đặt hết ra. Mẹ bà đại bàng bay. Gì vậy? Thằng giờ bất này là chim bồ khác, thằng sao đúng không nhỉ? Tụi nó giờ chú ý qua mình hết rồi á. Mình mạnh. Sợ là đúng không? Ê đây anh em, hồi chiều mình đi bắt con đô đô chết con đĩ mẹ, mình bắn xỉu xong cái mình bỏ về cái để cho lão chung đồ chờ lão canh từ sáng đó chiều luôn tới tối đó, giờ này mới xong mình vô mình test con đô đô này tí. Thì nó lại đi nói con nói đi bắt con giga mà mình nhìn cũng chả biết về đây tem đó, con này con đô đô ai biết mẹ, đi test thử cho rồi. Đúng không mấy ông? Đô đô mà phải không? Đô đô à, đô đô mà. Sao mấy trong bên Ragnarok này thú tên lão quá ta. Không biết què qua đây lần đầu sống kỳ cục. Đâu thử coi farm keratin coi được nhiều không. Ô con lấy con này đi farm ngon chứ bộ. Farm đồ farm kinh đâu cũng được mà. Ông đồ đồ farm cũng ngon. Đồ đồ farm kinh quá ha. Cũng được, mạnh rồi. Farm da, farm thịt chí luôn á. Được nè, đồ đồ farm chí. Mẹ đi có cung cấp đồ cắm có đùn kích thử coi xem được không. À đây nè, có con đục cứt này nè, có con đục cứt đang núp trong đây, tôi cắn đó nha, tôi cắn chết đục cứt nha. Cắn chết đâu? Cắn chết đâu? Đâu đâu nè, có đục cứt nằm trong đây rồi, tôi cắn chết mẹ nó luôn. Ơi nó thấy tôi nó đầy 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 lắm á. Cắn không lại con Will đâu. Chết mẹ rồi, ai ra cứu tôi đi, tôi quánh với đục cứt mà tôi nhớ lại là cái con đục cứt mà bên map Extinction là con đục cứt nhỏ, con này đục cứt bự, sao tôi đánh lại? Ui chết game vậy rồi. Ai chạy thuyền lại cứu con đô đô. Ồ tôi thấy con đục cứt này nó rạn nứt nó mẹ rồi còn gì nữa. Tan vỡ rồi. Rạn nứt nó rồi đồ. Quánh con đục cứt này mình lấy đồ trong đây được nè. Xuất khu ở đâu dâu trời ơi. Vậy lấy con này ra để tôi đi farm ha. Đồ đồ ngon quá mấy ông ơi. Con đục cứt này level 45 thôi đấy. Con đục cứt gần nhà kia level cao khó chịu lắm á. À mà công nhận map này ghê ha, đục cứt mạnh ha. Ghê. To nè, đột biến nè. Đục cứt. Map này toàn là dạng đột biến còn hơn là extension luôn chứ. Trời. Đằng sau có con mèo kìa, đằng sau có mèo kìa, cẩn thận. À con mèo gì bự dưới vậy? Đứng yên lại, cặp mèo. Rồi. Bây giờ qua đọc nữa là xong rồi. Đồ quánh mèo được trăm hai mấy keratin chứ giỡn ha. Tâu ô thỏ trên trời nó bay xuống kìa. Thỏ nên biết bay có cánh đâu ta. Nhưng nhà mình có một con đô đô mới lại là con đùn kích mới được một con bờ tê chứ mấy. Ờ làm gì đủ sức đánh vào nó. Mà nó có C4 rồi mình mới có cái con. Mà không mình có quét dầu nhỏ mà. Với con rồng độc lúc nãy. Ghê lắm mà. Ờ hai con đấy nó cạp cho mấy cái đi. Con rồng độc lúc nãy, con rồng độc mini kìa. Ghê á. Hãy nhìn ngầu á. Ừ mấy này đi. Ngon. Con rồng độc nhìn rất là ngầu mà không có một tí đam nào đâu. Ủa sao ông nào nói con rồng độc mà khè vô thiền cái là nát thiền. Để con rồng mini không có được. À rồng mini. Còn tí nữa tôi xách con rồng độc đó đi tôi kiếm thiền máy của người ta tôi test rồi đó. Thiền gỗ không chịu phải kiếm thiền máy test thử. Con Angelo xỉu mà cũng đập được Flynn kìa. Hãy nhìn mặt của tôi chưa Hải? Còn tôi kể lên thôi. Hay. Đem đây kẹp rồi. Cái con đồ đồ mạnh quá mấy ông ơi. Ủa farm được thủy tinh trong đây nữa chứ. Farm què cũng biết farm à. Gán cắn con cano cho tôi thịt đùi lỡ. Nè thịt đùi trong con đồ đồ nè.
Ông ra con đu đu tôi lấy thịt đùi đi. Không, đu đu này đi farm ngon hơn con ấy chứ bộ. Ngon hơn con mèo lúc nãy á. Nhà có con mèo mà farm chán, đu đu farm ngon. Này tôi lấy con đu đu đi farm cho. Kìa kìa có mèo đằng trước nữa kìa. Ông lấy hết mấy cái chitin keratin luôn đi. Ấy. Ok. Sao bị điệt cái vô đéo được luôn rồi. Server giờ bị thế nào? Lắc quá, server lắc quá. Ôi bởi ra bơi ngon lắm không ạ, mặn ngon lắm. Lấy hết luôn rồi. Server delay quá trời luôn. Có bị cả bị gì mà. Chạy cái giật. Ông nãy ông tôi đang quay clip mà ông nói vậy là lúc nãy mình đang quay clip mà bây giờ cũng còn đang quay mà ông nói vậy làm ảnh hưởng đến danh tính của mình sao? Uy tín. Ủa, theo mình có uy tín người nào đấy? Ôi cứ còn quay clip mà ông Thảo nói vậy thôi còn mẹ gì nữa. Kêu tụi nó mỗi ngày cúng cho tụi mình 1.000 thuốc sống mà mình mới học ra nhà tụi nó. Vậy sao lại có 1.000? 10.000 chứ sao được 1.000? 1.000 rồi đó mấy thằng nữa nghèo chết mẹ luôn. Đâu ừ. Nói gì? Ông nói hồi tôi xách đô đô qua triệt cái nhà đó bây giờ. Đô đô với cái con đùng cứt. What the fuck? Ai ra chiếm ngưỡng sắc đẹp của Thảo ba đi còn gì nữa. Ra chiếm ngưỡng sắc đẹp em. Rồi tôi ngân bà đá rồi đó. Làm công chuyện của tôi. Vậy cả lên. Lên 97 rồi. Nhà mình mới tuyển Joker à. Joker. Có ai sơn không đây, sơn cho này. Tôi cởi đô đô này đi farm xa, lỡ có nào qua giết tôi chết đô đô không mấy ông. Kia sao không, đô đô đâu có farm đồ bá. Đang farm đô đô cách con tủ thôi. Vậy là về mình bỏ tủ lạnh hả? Con bà xe tôi đâu rồi chả. Sao tôi... mấy ông này hay vải cứt ta, mấy này tôi không biết á. Ê ông nào ra lấy thịt đùi thêm nè. Trời ơi thịt đùi nhiều lắm nè. Hay dám chơi với ông chứ. Tẩy điểm kia thái. Ra lấy thịt đùi đi. Hay lắm. Bà xe đẳng rồi đi hết nổi. Mấy đồ đồ đi farm mà mẹ là mẹ hay mới dám chơi với ông. Gặp mấy thằng kia là mẹ ai dám chơi đâu. Đô cái con đô đấy level bao nhiêu vậy? À cái được. Đô này hệ cấp 240 rồi. Cái hay được anh? Cái. Cái hả? Cho về nhà treo tủ lạnh để lấy trứng. Vậy là mình bỏ vô tủ lạnh để cho nó đẻ trong tủ lạnh đúng không? Rồi sau đó mình để vô cái máy ấp trứng này ấp phải không? Ngon ta. Tem hay quá, mình đâu có biết mẹ vô đây nhờ tem chỉ không. Mà con đô này đi không sợ hết stamina ha. Ở dưới nhà có con đùng cứt 140 này, ông nào xuống bắn phụ tôi coi. À đi, mẹ nó chọn chết tôi. Ôi, đục cứt 140 hả? Vũ lại cái con nó dương chát đi. Nè ra lấy thịt đùi đi. Ra đô lấy thịt đùi. Tôi dùng vô chát rồi, dùng vô chát rồi. Nè tôi ra ngoài đây, tôi quánh con đục cứt ngoài đây nữa nè. Dùng vô chát rồi. Ông nào đem đi. Quánh nhất đi. Ồ con cái con đô này farm đi farm màu lên cấp phải nồi không? Để tôi quánh thêm con đục cứt ngoài đây. Ông đi con đó là ông phải mặc full đồ đi á. Gặp thằng nào nó gấp nó bích ông cái nó giết luôn đấy. Lỡ rồi để tôi quánh con đục cứt này xong tôi chạy về. Anh coi cấp con đục cứt nha, cẩn thận con đục cứt level cao đập chết á. Trời cái gì nãy quánh rạn nứt nó rồi nè, tan vỡ rồi nè. Tan vỡ nó rồi nè, tím rồi, nứt rồi hết rồi. Đấy, vỡ tan là như thế đấy. Thôi quay có về. Có kéo không Thảo? Quay. Cất ở trong nhà rồi. Các bạn cùng nghe mái tóc đưa gà coi. Không bao trong nhà có hết cả kéo cả sơn cả màu luôn. À đủ nhà nào đây thì mẹ cả cái đó. Này. Đồ con đục cứt này cũng trâu trời, đục cứt cắm trăm chết mẹ không? Lỡ tôi giết nó rồi. Tiến sang đấy kéo nó tam đấy. Tiến qua đó nó tem thật đấy. Em đéo được. Đâu, người nhà con đi. Megalo level 94.
Đeo nhà cắt học cái tóc cái. Ai tìm mấy con red đi, phá mấy con thần đi, đặt chuột red nữa. Ok, có, ai có ai kim hậu tem con kilo chưa? Trời quên quên. À đủ mở cửa à, mở cửa thì bố hốt đồ nhá con. Thôi vậy được rồi, test con Dodo về được rồi. Thôi mình kết thúc video nha các bạn. Anh thấy Dodo mạnh chưa? Tem mình hôm qua đây nhờ tem chỉ không, mình không biết mẹ gì hết. Dodo đùng cức rồi Wetzel nhờ mini Poison Waven rồi Beraldon khổng lồ các thứ đồ, cái gì cũng hiện đại, con mèo tùm lum hết. Đó, nhiều thứ mình phải học hỏi nhiều lắm. Cho nên là thôi. Thôi được rồi, kết thúc.